Đồng hồ vọng vọng xin kính chào quý vị và các bác. Hôm nay Vang Vọng rất hân hạnh được giới thiệu và gửi đến quý vị và các bác một chiếc đồng hồ rất cổ. Đây là một trong những chiếc đồng hồ cổ của người Đức các bác ạ. Một trong những thiết kế rất đặc biệt với một cái hình dài hình chữ nhật như các bác đang nhìn đây. Kính rào. Mặt số bát giác đứng. Đây là thương hiệu đồng hồ GB các bác ạ. Đây là một trong những chiếc GB mà đồng hồ Vang Vọng mới sưu tầm về. Nó còn nguyên bản đến 100%. Và đặc biệt là bộ máy rất là đẹp. Thanh côn còn rất đẹp và cho một cái âm thanh rất đặc biệt. Một chút nữa em sẽ nhờ nhân viên kỹ thuật tháo chiếc máy này ra để các bác nhìn ngắm một cỗ máy của GB Đức nó sẽ như thế nào, rất ấn tượng các bác ạ. Thiết kế với một cái thùng được làm hoàn toàn bằng gỗ tự nhiên, chắc chắn là bằng gỗ sồi đấy các bác. Theo em nghiên cứu đây là bằng gỗ sồi, một trong những cái chất liệu gỗ rất là tuyệt vời, được chạm trổ hoa văn rất là tinh tế phải không các bác. Đây này các bác này, rất tinh tế, rất nhẹ nhàng, với các cái bông hoa rất là đẹp. Hai bên được chạm trổ cũng không quá cầu kỳ nhưng toát lên một vẻ sang trọng. Và đặc biệt là khi các bác nhìn vào thì nó mang đậm chất của một chiếc GB của người Đức. Thật tuyệt vời phải không các bác? Mặt bát giác đứng với một cái mặt còn quá đẹp luôn. Số in quốc tế. Bên dưới người ta làm một cái kính rào đặc trưng của người Đức các bác ạ. Rất đặc biệt và ấn tượng. Bên trong là một quả lắc được phủ gốm rất là đẹp. Tổng thể chiếc thùng này còn nguyên vẹn đến 100%. Và đặc biệt là cỗ máy còn rất đẹp các bác ạ. Bây giờ em xin được mở bên trong để giao lưu với các bác một cỗ máy GB sẽ mang lại cho các bác chất âm như thế nào. Đây các bác nhé, tất cả còn nguyên vẹn đến từng chi tiết luôn. Rất đẹp không các bác? Rất ấn tượng. Củ gông hoa thị các bác nhé. Củ gông hoa thị các bác nhìn đây ạ. Các thanh côn còn rất đẹp, các đầu vồ còn rất đẹp. Những cái vồ này thì khi các bác sành chơi các bác nhìn vào là các biết ngay đặc trưng của GB. Rất ấn tượng, các thanh côn rất dài. Và bây giờ em xin được test cái tiếng chuông để các bác được thẩm âm và đánh giá một chiếc GB sẽ đưa lại cho các bác bản nhạc Westminster sẽ như thế nào. Với em, khi em lau dầu xong và thử thì em thấy rất hay. Và bây giờ em mời các bác thẩm âm và đánh giá. Em sẽ cho điểm giờ luôn. Các bác đánh giá sao? Còn em thấy một chất âm quá tuyệt vời, rất đặc trưng của người Đức. Nó là dòng cao cấp nhất của người Đức rồi các bác ạ. Em xin được điểm 15 phút để các bác thẩm âm tiếp của cái khắc 15 phút các bác nhé. Và tiếp tục là khắc 30 phút. Và 45 phút các bác ạ.
Và bây giờ em xin được mở cỗ máy này ra để các bác nhìn một cỗ máy GB vừa rồi đã cho các bác một cái chất âm như thế nào. Các bác nhẹ nhàng tháo quả lắc ra hai bên hai ốc. Ví dụ như các bác muốn trao dầu thì các bác cũng làm tương tự như này các bác nhé. Bên trên có một cái ốc chứ còn là ốc chống tường các bác ạ. Em xin lỗi, ốc chống vào thùng máy. Đây các bác này, một cỗ máy quá hoàn hảo của GB, chưa một vết tunovit luôn các bác ạ. Thương hiệu GB đây các bác này, rất đẹp không các bác, rất đặc trưng của người Đức, tất cả còn vàng ươm, rất đặc đẳng cấp luôn các bác ạ. Và đến đây, đồng hồ Vô Vọng chân thành cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi. Xin được chào và hẹn gặp lại.